Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học vào một bài kinh ở trong kinh Tạp A Hàm, kinh số 1171. Lâu nay các vị đã có dịp học kinh Pháp Cú, cũng thuộc về văn học Phật giáo Nguyên Thủy. Hôm nay kinh văn này cũng thuộc về văn hệ của Phật giáo Nguyên Thủy và văn học A Hàm. Thưa các Phật tử, là một loại văn học nền tảng nhất của các văn bản Phật giáo có mặt. Ví dụ như chúng ta tự hào là những kinh văn Đại Thừa, Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, vân vân. Hay là các tông phái có mặt trên đất nước Trung Hoa, từ Pháp Tướng Tông, Luật Tông, Thành Thật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, vân vân. Thưa, cũng đều bắt nguồn từ Phật giáo căn bản là Phật giáo Nguyên Thủy, tức là từ những kinh văn A Hàm này. Và thưa các vị, là kinh văn A Hàm là một văn bản nền tảng cho giáo lý đạo Phật. Thứ hai là kinh văn này rất gần gũi với đời sống của chúng ta. Đức Thế Tôn rất là bình dị như một vị tỳ kheo già, và sở dĩ mình chọn văn học A Hàm do vì đây là những bài kinh rất là ứng cơ, tức là nó hợp với căn cơ tâm thức của mỗi thời đại chúng ta. Ví dụ như hiện tại chúng ta đã cách xa Đức Thế Tôn tới 26 thế kỷ, thế nhưng mà các vị nhìn coi những cái nỗi khổ niềm đau của con người bây giờ vẫn không khác gì ngày xưa cả. Đó là cái điều rất là dễ hiểu. Cho nên ngoài những cái lý do ứng cơ, có một điều đặc biệt nơi giáo lý đạo Phật là Đức Thế Tôn được gọi là một bậc tuệ giác siêu thế. Lời của Ngài dạy đáp ứng được nhu cầu của căn cơ mọi thời đại, mọi vùng văn hóa khác nhau. Xa cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Ứng dụng được lời Đức Thế Tôn dạy thì các vị có thể nếm được an lạc trong ngay cuộc sống đời thường. Các vị có thể nếm được hương vị giải thoát ngay trong cuộc sống đời thường. Và chưa hề có một nhà nghiên cứu Phật học nào họ bỏ qua văn học A Hàm cả. Chưa hề có một người tu Phật nào không đọc vào bốn bộ A Hàm. Đó là căn bản rất là nền tảng cho tất cả những người tu Phật. Riêng đất nước Việt Nam, thưa các vị, chúng ta bị văn hóa của Hán Tạng ảnh hưởng rất là nặng, từ đời sống sinh hoạt cho đến văn học nghệ thuật vân vân, ta đều một bề lệ thuộc vào văn học Trung Hoa. Và ta cứ nghe các thầy ca tụng Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà nếu các vị nhìn lại trong cái thế giới hiện tại, tất cả những người có cái trình độ tri thức đủ lớn, đủ sâu, nghiên cứu vào đạo Phật, thường thường người ta phải lấy văn học A Hàm làm nền tảng thôi. Và tất cả những cái chi nhánh phát sinh, dù là bông hoa như thế nào, nhưng nếu không có cái gốc rễ không thể tồn tại được. Các vị thử nhìn cây thì biết thôi. Nếu không có cái gốc rễ của nó, không có thân cây, thế thì không có một cái cành lá nào có thể sống còn được. Cho nên mọi phát nguyên của sự sống đều từ cái đầu nguồn. Đầu nguồn của đạo Phật là văn học A Hàm. Cho nên chúng ta dù có thể tu theo truyền thống gì, tông phái gì, pháp môn gì, nhưng mà cái điều quan trọng học Phật mình phải đi vào những cái văn bản rất là nền tảng như thế này. Lý do đó cho nên tôi giới thiệu với các vị những bài kinh của văn học A Hàm, và các vị nghe tôi đọc một đoạn có thể là buồn ngủ, không có sao cả. Thế nhưng mà tôi sẽ giải thích từ từ chúng ta ứng dụng nó trong đời sống tu học của chúng ta.
Đây là kinh thứ 1171. Do vì cuốn này là cuốn 4 của Tạp A Hàm, 50 cuốn của A Hàm, của Tạp A Hàm dịch ra thành 4 tập. Và tôi nghĩ những người Phật tử hay là những thầy, những sư cô tự hào mình là con của Đức Thế Tôn mà không đọc vào những lời dạy rất là căn bản của Đức Thế Tôn ngày xưa thì hơi thiếu. Các vị đổ thừa là không có kinh đọc ư? Thưa không, đổ thừa được, kinh sách nhiều lắm, người ta đã dịch ra tiếng Việt rất dễ đọc. Thế mà mình không chịu đọc vào những văn bản kinh. Có một lần mình thưa cùng các vị đó, đây là lời của Đức Thế Tôn, bậc siêu thế tuệ giác, lời của Ngài đọc lên, tự nhiên nó gieo vào tâm thức mình cái chất liệu của tuệ giác, của giác ngộ. Tối thiểu nó không làm được gì thêm thì nó cũng không làm cho các vị chìm đắm trong cái cõi ngũ dục lục trần này, chưa thể cất cánh bay lên cao như con chim phượng hoàng. Tối thiểu ta cũng quân tập vào tâm thức ta những lời của đấng giác ngộ. Cho nên là Phật tử hay người tu Việt, mình tự hào mình là con của Đức Thích Tôn thì những lời dạy của Đức Thích Tôn mình phải biết ít nhiều thôi. Học một câu kinh, học một bài kệ, hiểu được một đoạn kinh rất là cần thiết. Thưa các vị, các vị vận dụng những điều Đức Thế Tôn dạy trong cuộc sống đời thường. Các vị dạy con các vị dạy vợ các vị dạy chồng các vị, dám dạy không? Điều hay cả, điều rất là hay. Mình đọc một đoạn các vị thấy là lời Đức Thế Tôn dạy rất là thực tiễn. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Câu Diệm Di trong vườn Cù Sư La. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thí như người đi vào trong một căn nhà trống, bắt được 6 loài thú. Đầu tiên bắt được con chó, ông lấy dây cột lại một chỗ. Kế đến bắt được một con chim, rồi lần lượt bắt được con rắn độc, con giả can, con thất lâu ma la và con khỉ. Những con vật này đều bị cột lại một chỗ. Con chó muốn chạy về làng, con chim muốn bay lên trời, con rắn muốn bò xuống hang, con giả can thì muốn đến Gò Mã, thất lâu ma la thì muốn về biển, khỉ thì muốn vào rừng. 6 con vật này bị cột chung lại một chỗ, nhưng sở thích không giống nhau. Mỗi con đều muốn đến chỗ an ổn của mình, không chịu vui vẻ với nhau. Vì bị cột khác chỗ của mình nên mỗi con tự dùng sức bứt ra để đến chỗ vui vẻ an ổn của mình, nhưng không thoát được. Đó là vào đầu kinh Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ. Các vị lưu ý là đầu tiên là cái người kia và bắt những con thú kia cột trong nhà. Và cái đặc tính của những con thú này thì mỗi con nó đều có một cái sinh hoạt riêng, nó không bao giờ giống nhau. Ví dụ như mình bắt 2 con khỉ thì tâm thức nó giống nhau. Một con khỉ và một con chồn hoặc một con ba ba thì mỗi con nó đều có cái sở thích riêng, nó đều đi về một hướng. Đó là cái ví dụ. Thế rồi Đức Thế Tôn giải thích về cách tu. Cũng như thế, 6 căn tự tiền đến cảnh giới vui thích của nó, không vui với cảnh giới khác. Các vị hình dung coi, mắt mình nó đâu có thể nghe được âm thanh, phải không? Nó chỉ thích những cái gì tương hợp với mắt. Tai mình nó cũng không thể thấy được sắc màu, tai mình nó chỉ làm mỗi việc là nó nghe âm thanh thôi. Lưỡi mình thì nó không thể nếm được cái gì, không nếm được mùi hương, nó chỉ nếm được vị thôi. Mỗi căn của ta nó đến một cái cảnh giới khác, nó ở chung với nhau trong một hình hài, thế nhưng mà nó không bao giờ hòa thuận với nhau. Mỗi đứa nó có một cái hướng đi. Và Đức Thế Tôn ví dụ là như người kia cố bắt giữ nó lại, thế nhưng mà mỗi con nó đều đi theo hướng của nó. Mắt tai mũi lưỡi của các vị, nó đều đi theo cái hướng xuôi khiến của chính nó. Và nó luôn hướng ngoài, nó luôn hướng ra ngoài. Như mắt thường tìm tới sắc khả ái, với sắc bất khả ái thì sinh nhàm chán. Có nghĩa là gì? Mắt mình nó chọn những cái gì thích hợp với nó, mà thích hợp với nó thì sao? Nó nhìn dính vô đó, phải không? Ta đã từng nhìn dính vô một người, cho nên ta mang khổ lụy tới chừng này, chưa tẩn đâu. Tai mình, thưa các vị, nó cũng dính vào cái thứ khả ái. Còn cái thứ không khả ái thì sao? Tôi ghét.
nó bực bội, nó phiền não phát sinh. Mình dùng cái ví dụ này thì các vị thấy là tai mình nó có cái khuynh hướng rất là lạ, mà không khéo tu thì các vị ở đâu cũng chút phiền não cả. Mình đem mình ra làm ví dụ thôi. Các vị cũng biết là mình ở trên cái không gian lộc quyển đó, nó rất là thanh bình, rất là yên vắng. Tiếng xe không có, tiếng người càng vắng nữa. Quanh năm nghe cái tiếng gió, tiếng coyote nó kêu từng hồi mỗi cái tối thôi. Tối thì tiếng đại hồng chung điểm từng tiếng một, rất là thông dong giữa núi rừng cô tịch. Thế rồi tự nhiên mình xuống dưới phố. Các vị thử hình dung là đôi khi mình không có thì giờ nhiều để chuẩn bị bài vở, mình mang bài vở mình đi theo về đây để tìm một cái không gian yên bình tĩnh lặng để soạn bài đi dạy học. Các vị hình dung ra chùa ta không gian yên bình giống lộc quyển không? Rõ ràng là xe cộ rất là ồn ào. Xe cộ không chưa đủ đâu, các vị niệm Phật rong rang cả một ngày chưa bao giờ tôi nghe dứt tiếng niệm Phật cả. Thế rồi có cái lúc các vị nghỉ ngơi thì lúc đó làm gì? Mở cái máy niệm Phật cho nó hát tiếp. Rõ ràng là thưa các vị là cái không gian nơi đây nó rất là khác biệt với đời sống tôi đã từng ở nhiều năm trên kia. Ngay nơi quê hương quá khứ của tôi như Đà Lạt là một thành phố rất là êm đềm, tĩnh mịch. Đời sống nó rất là nhẹ nhàng, nó không có tất bật giống như ở Sài Gòn hay các tỉnh khác. Và từ cái điều này các vị thử hình dung là một người được nuôi dưỡng ở vùng đó này, liền họ vào sống ở đây họ khó chịu hay họ cảm thấy thoải mái, rồi mình làm sao? Rồi hỏi nhau là tu làm sao, trường hợp các vị thì tu làm sao? Không khéo thì lòng mình như lửa cháy, phải không? Mình muốn cho cái đầu mình nó thanh thản, muốn có được một phút giây yên bình tĩnh tại lắng để mình có thể trầm tư, mình thiền tọa hoặc mình đọc kinh hoặc soạn bài. Các vị thử hình dung là không thể cầm cái viết soạn được một cái dàn bài đi dạy học trong cái điều kiện không gian môi trường nó đầy tiếng ồn và sao động. Đó là chưa nói chuyện soạn bài, chỉ nằm nghe âm thanh nó dội lên tai thôi là cũng dễ sinh phiền não. Và thưa các Phật tử là các vị niệm Phật chứ này bao nhiêu tiếng thì trên gác tôi đều nghe rõ mồn một, nó dội lên to lắm, phải không? Rồi các vị hỏi tôi chứ thế này có phiền não không? Tôi trả lời sao các vị biết không? Thưa đầu tiên thì tôi cảm thấy hơi trong đây nó không có mấy gì an ổn, tại vì mình quen cái điều kiện khác, ở đây mình bị đặt trong cái hoàn cảnh khác. Thế rồi tôi thực tập một cái pháp tu rất dễ dàng thôi. Đầu tiên tôi thực tập pháp tu là tôi như cái màn lưới vậy đó, nó rất là rộng, rất là trống, gió đi ngang qua lưới nó có giữ cái gì không thưa các vị? Không, gió đi ngang như mất hết tự nhiên rồi. Và cảm thấy lòng mình rất là thênh thang, từng âm thanh, từng chuỗi tiếng niệm Phật của các vị, dù các vị làm nó ồn mấy, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng niệm Phật hay là tiếng niệm Phật của máy nó có vang vọng lên, mình không có nhức đầu, không có bực bội, không có gì hết, mà nghe lòng rất là mát. Tại vì bây giờ mình đã là miếng lưới căng ra, tha hồ gió đi ngang qua thôi. Và từ cái điều này mình nghĩ thêm nữa, các vị có thể thực tập điều Đức Thế Tôn dạy: khi đối với những âm thanh bất khả ý, tức là những âm thanh mình không thích, mình nhàm chán, mình tu cái pháp gì để cho âm thanh nhàm chán nó đi ngang qua mình rất là nhẹ? Tu pháp gì? Bắt chước tôi làm thử, như mảnh lưới thôi. Và mình hỏi với nhau là trong đời các vị đã từng gặp những âm thanh nhàm chán chưa? Nhiều quá, phải không? Cái người bên cạnh mình đó, họ nhớ nhiều chuyện về đời sống của mình, những cái lỗi lầm quá khứ của mình 20 năm họ nhớ như in à. Và những lúc buồn đời cái họ đem mình ra chỉ chiếc thoải mái thôi. Kha hồ cứ nói ta như mảnh lưới nó đi ngang qua hết thưa các vị. Thế thì âm thanh thích ý, âm thanh không thích ý nó đi ngang qua các vị không khó khăn gì cả. Và Đức Thế Tôn dạy thêm này, mình đọc lại: như mắt thường đến sắc khả ái, với sắc bất khả ái thì sinh nhàm chán. Tai thường tìm âm thanh khả ái, gặp âm thanh bất khả ái thì sinh nhàm chán. Mũi thường tìm mùi khả ái, gặp mùi bất khả ái thì sinh nhàm chán. Nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó đều có khuynh hướng là tìm những cái nó thích. Và những cái nó thích thì nó mê đắm,
nó mong muốn mời ghé lại, mong muốn ở lại lâu. Cái gì mà mình thích, mình không muốn ở với mình lâu bền, phải vậy không? Nhưng mà các vị thử hỏi coi có cái gì bền với các vị không? Cái quy luật đời sống này, thưa, cái gì cũng đến và đi cả, không có gì nó ở lâu với ta. Và thêm một điều nữa là cái gì các vị càng thích thì cái đó càng xa các vị nhanh. Tại sao? Cái mình yêu mến vô cùng, mình muốn ở với mình lâu, cho nên được nó, mình quý nó như vàng, mình nắm thật chặt. Nếu cái món mà các vị thủ đắc đó là cái món vô hình đó, thế thì còn có thể bỏ trong tủ cất được, nó không có than phiền chi. Cái món mà các vị thích đó là một con người, các vị hình dung là mình nắm họ rất chặt, nhốt họ trong nhà để giữ riêng cho mình, thì một là họ chết, thở không được họ chết. Hai, họ không chết thì họ cũng quay lưng, họ chán mình vô cùng, họ sợ mình vô cùng. Mình nhốt tù người ta mà người ta đâu có ai ưa đâu. Thế mà tâm thức ta là như thế. Cho nên những cái gì khả ý, tức là những cái gì mình thích, thì cái đó nó biến mất khỏi mình. Và có khi nó không mất do cái sự sơ sẩy, hoặc là cái của kia nó ra đi, nhưng mà chính lúc của nó còn trong tay ta đã mất rồi. Rõ ràng là đời sống các vị nhìn coi, những người mà các vị thật là thương mà các vị giữ gìn cái kiểu đó là người ta mất trong lúc người ta còn ở với mình. Đồng sàng dị mẫu nó không phải là chuyện khó hiểu, thưa các Phật tử, đó là chuyện rất dễ hiểu. Do vì cái khả ý, tức là cái thích ý của ta, ta cố giữ gìn, ta cố bắt chặt lại, nhốt họ lại, làm của riêng cho mình. Đời sống nào họ cũng cần có một không gian để thở, một quãng trống, họ cảm thấy tự do, chứ không phải là ta có quyền vinh vào cái cớ hay là dùng cái ngôn ngữ mạ vàng là vì tôi thương tôi làm vậy. Thưa, cái đó là mình giết người ta chứ không có thương đâu. Mà thông thường ta đi con đường này rất quen, cái gì thương là nắm cứng vậy. Của tôi không đụng tới được, đụng là chết với tôi. Rồi cái gì mình không thích thì mình muốn loại trừ. Và thưa, mình muốn loại trừ thì cái điều tức cười là cái chuyện đó mình loại trừ không có được. Mình ghét người kia, mình không muốn gặp, mà các vị đi lây quay, các vị gặp mặt, nó rất là lạ. Tại sao? Tại sao? Tâm thức mình mà khởi một cái ý niệm ghét cái chi đó, thì tự bên trong chiều sâu của tâm thức các vị, nó có một cái lực vô tình, nó kéo các vị lại gần cái điều các vị ghét. Cái phản ứng ngược nó luôn phát sinh thôi à. Phản ứng ngược của tâm lý nó luôn phát sinh. Cái điều này nó biểu hiện trong đời sống bình thường rất là dễ hiểu. Trai gái gặp nhau mà sĩ mặt nó, tôi ghét anh, coi chừng, không phải ghét thiệt đâu, mà cái gì phía sau đó, phải không? Tâm lý nó là như vậy. Thế cho nên cái gì mà ta ghét, cái đó ta lây quay ta gặp lại. Và tục ngữ Việt Nam có câu ghét của nào đâu có trật. Và đọc sâu vô thì các vị thấy là thân thường tìm xúc chạm, vật khả ái, gặp vật bất khả ái thì sinh nhàm chán. Rõ ràng là cái gì mình yêu thích thì cái đó qua rất nhanh, cái gì mình ghét bỏ cái đó ở lại với mình rất là lâu. Cho nên mình không tu tập, không thông minh thì mình chuốc phiền não một ngày bao nhiêu lần? Cả ngày. Mở mắt ra là chuốc phiền não, tai nghe âm thanh là chuốc phiền não, mùi hương người ta đến với mũi mình là chút phiền não. Có những người họ dị ứng với mùi nước hoa của những người bạn của mình, bực bội vô cùng. Mà cái chuyện đó của người ta dính gì đâu mình mà mình bực bội. Người ta tốn tiền chứ có phải không tốn tiền sao? Thế mà mình ngồi gần người ta cái mình khó chịu. Thực ra nếu người kia mà họ khó chịu thiệt ấy, thì chồng người ta không thương người ta, con người ta không thương người ta chứ. Còn này cũng có người thương. Tại cái mũi mình, thưa các vị, tại tâm thức của mình, phải không? Mắc gì mà khó chịu. Và rõ ràng là chúng ta đều chọn cái điều khả ái để mình gắn chặt cái sự đắm nhiễm của mình vào, chấp trước. Rồi chọn cái điều bất khả ái của mình để mình loại trừ, mình tự làm khổ mình. Và thực tế thì cái gì khả ái, cái gì không khả ái, tức là cái gì dễ thương và cái gì không dễ thương, các vị định nghĩa dùm cho tôi nghe thử. Người xưa ta định nghĩa chính xác vậy. Đẹp là gì? Đẹp là con cóc đực đối với con cóc cái là đẹp. Và rất là chính xác. Tại sao? Tức là cùng một cung bậc nghiệp thức với nhau, cho nên ta thấy người kia đẹp,
Chứ bản chất của cái đẹp nó không hề có một tiêu chuẩn nào để thẩm định cả. Riêng tôi thì tôi thấy cây trời mọc nó rất là tự nhiên, nó lớn, nó phát triển theo điều kiện môi trường sống, đất đai, phân tưới của nó là đẹp. Nó sống tự nhiên, thênh thang giữa rừng cây là đẹp. Thế nhưng mà với những nhà nghệ nhân á, họ chuyên về bonsai á, thì thưa các vị, họ thấy cây đó đâu có đẹp. Họ bứng nó vô, họ ép nó lại, họ đục nó cho nó ngoằn ngoèo, cho nó nửa chết nửa sống, phải không? Rồi họ cắt cành nó để tới mới luôn, hành hạ cái cây tả tơi. Họ nói vậy đẹp đó. Rõ ràng là cái đẹp rất là khác nhau. Rồi cái thời xưa, thời chúng ta thì ta quan niệm cái đẹp là phải tròn trịa dễ thương, cỡ như liếc tay lo thì đẹp. Bây giờ họ không phải vậy đâu. Cái người nào mà mảnh mai gió thổi như có thể bay được như cái tâm sĩ răng đó được gọi là đẹp, thưa các vị. Cỡ như thầy Phước Tịnh này được gọi là hoa hậu rồi đây. Ổn quá. Và thế thì ta có thể hình dung là cái đẹp không có tiêu chuẩn, mà nó là cái gì hợp với nghiệp thức của ta. Cho nên mình thích, mình ghét, mình giận, mình buồn đều theo nghiệp thức của mình, chứ không có cái tiêu chuẩn gì trong nhân gian để thẩm định về cái việc kia đáng giận, đáng buồn, đáng ghét, đáng thương gì cả. Mọi thứ đều sinh ra từ tâm thức của các vị, phải không? Mình thấy cái này dễ thương, tự nhiên mình gắn cái tâm thức của mình vào, cái tự nhiên mình chết lên chết xuống. Trong khi nếu thực sự cái món đồ đó, cái con người kia mà họ có cái sức hút ghê gớm vậy thì họ đã giết hết người trên thiên hạ rồi. Mà có giết được ai đâu? Giết mình thì có, giết ai đâu? Thế thì rõ ràng là theo nghiệp của ta thôi, mọi cái phiền não phát sinh từ tâm thức của các vị. Mình đọc lại nè. Thân thường tìm xúc chạm vật khả ái, gặp vật bất khả ái sinh nhàm chán. Ý căn thường tìm tới pháp trần khả ái, gặp pháp trần bất khả ái sinh nhàm chán. Pháp trần là gì? Mình làm quen với những từ ngữ Phật học nha. Pháp trần là gì? Thưa các Phật tử, là pháp trần là những cái hồ sơ lưu trữ trong ý thức của các vị về những cái đối tượng đã đi ngang qua mắt, tai, mũi, lưỡi. Ví dụ như mình tiếp xúc với sắc màu. Sắc màu nó đến với mắt mình tiếp xúc một lần, nó gieo vào tâm thức mình cái hình ảnh của sắc màu kia. Nó nằm yên trong tâm thức của mình, nó đợi chờ. Về nhà nằm gác tay lên trán. Cái chuyện đó nó qua hồi mấy năm về trước, mấy năm trước chứ không phải là mới qua đâu. Ấy vậy nhưng mà một buổi chiều mưa tầm tã nào đó, tự nhiên buồn đời, các tay lên trán, cái việc 10 năm trước nó hiện lại mồn một trong tâm thức ta. Nó cũng có màu sắc, có âm thanh, có mùi vị. Năm xưa mình ăn cái món ngon ở thành phố Hà Nội như thế nào, về các tay lên trán tự nhiên nghe cái mùi thơm phở nó hiện lại trong mũi mình. Mà trước mặt thì không có tô phở đâu. Rồi cái người kia 10 năm trước có nói với mình vài ba tiếng gì đó thôi. Một hôm trời buồn, cái tự nhiên mình nằm gác tay lên trán, cái không những âm thanh người ta hiện lại, hình ảnh người ta hiện. Đó gọi là pháp trần. Nó rớt vào tâm thức ta trong một lần tình cờ nào đó. Rồi bây giờ mình cần cái mình mời nó ghé lên, mời nó trồi lên cái vùng tâm thức của mình, gọi là pháp trần. Pháp trần khả ái là gì? Tức là những cái nó làm cho các vị khi mời nó lại, gợi nó lên thì nó làm cho mình ngây ngất, vui, thích ý. Rồi những cái không khả ái là gì? Tức là những cái giận, cái buồn, cái thù hận ngày xưa nó cũng cất rất là sâu trong đây. Một buổi chiều nào đó không có việc chi làm, cái mình cảm thấy trống trải, mình mời nó lên để làm việc, cho có việc để làm. Và thông thường ta thường làm điều này lắm. Người lớn tuổi cái việc này rất là thường, để có chút niềm vui. Nhà vắng vẻ, con cái thì đi xa, không có việc chi để làm, mình bận rộn,
Thế thì mình còn quên được cái chuyện quá khứ vui buồn nó nằm sâu trong tiềm thức, mà mình không phải bận rộn lo lắng chuyện chi. Con cái thì nó đã ra riêng, có công ăn việc làm, không bận tâm. Tật bệnh của mình thì thưa, đều đã chuẩn bị sẵn, bảo hiểm đàng hoàng, cho nên không có gì để làm, không có gì để bận biểu, không có gì để lo con. Bây giờ chỉ có mỗi một việc là ngồi yên đó, gợi pháp trần của tâm thức về để gặm nhắm lòng mình chơi cho nó đỡ buồn. Và thưa các vị, những cái pháp trần vui á thì nó qua rất là nhanh, nó đến rất là nhẹ, nó không làm cho các vị ngây ngất, sắc màu nó nhạt. Những cái pháp trần mà u ám buồn phiền giận tức thì nó gợi lên trong tâm thức các vị, nó rất là đậm màu, phải không? Những cái hiu hiu buồn ta không nhớ đâu, nhưng mà những cái nó gây ấn tượng rất là mạnh trong tâm thức ta thì ta nhớ. Có câu thơ nào đó nói là trời không gió cũng không mưa, trời không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhau, vì như thơ của Hồ Giới này phải. Những lúc trời buồn thưa các vị, dễ làm lòng mình nó day dứt rồi nó quay về quá khứ để nó lục lọi hồ sơ lắm. Và điều này chúng ta từng làm, mà mỗi một lần mình làm như vậy thì cái gì phát sinh, các vị nói cho tôi nghe. Mỗi lần các vị mời pháp trần lên trong tâm thức để nó gặm nhắm lòng mình thì cái điều gì phát sinh? Thưa, tất nhiên là hình ảnh quá khứ nó tràn lên thì nó làm cho các vị vui buồn theo từng dòng của pháp trần hiện khởi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái điều kỳ lạ là mỗi một lần tâm thức của các vị gợi lại hình ảnh cũ thì giống như các vị đồ đậm lại. Cái buồn nó lên tâm thức các vị lần đầu nó nhạt nhòa, thế nhưng mà các vị mời nó đến với vùng tâm thức của các vị rồi, tự nhiên ý thức của ta đồ thêm cái nét buồn cho đậm thêm một chút. Rồi nó không dừng lại đó đâu, tâm thức mình nó như một dòng chảy vậy, nó luôn xoay vòng thế này. Và cái hạt mầm chủng tử gieo vô thì nó lại có công năng là nó sinh trưởng. Sinh trưởng lần thứ nhất nhỏ, thứ hai lớn, thứ ba lớn, nghĩa là càng đồ thì nét đồ càng đậm. Mình đã từng học AB hồi nhỏ, cô giáo viết nhạt nhạt cái mình đồ một lần chưa thấy đậm, đồ lần thứ hai. Và tâm thức mình nó có khả năng hay như vậy. Cái buồn, cái giận của các vị tới lúc tuổi già, các vị không khéo tu, mỗi lần nó hiện lên các vị để cho nó gặm nhắm lòng mình, triều mến nó như một bà mẹ triều mến đứa con, thì các vị thấy càng ngày càng đậm. Thay vì mình giận mẹ chồng ít, mình đồ chừng 5 lần như thế thì mình không nhìn mặt bà đâu. Dù bà chết bên Việt Nam kệ bà, 20 năm qua rồi vẫn còn giận được. Là do vì sao? Đồ tới đồ lui chứ không phải cái giận nó đeo các vị nhiều vậy đâu. Ngày tháng nó nhàn nhò đi, nhưng mà tại mình không có gan bỏ nó, rồi mình mời nó lại để mình giận. Rõ ràng là do ta tự làm lấy mà thôi. Và Đức Thế Tôn giải tiếp là sáu căn này với bao nhiêu hành xứ cảnh giới, mỗi căn không tìm đến cảnh giới của căn khác. Sáu căn này có đủ năng lực tự tại chạy theo cảnh giới tri giác của mình. Nhưng như người kia cột sáu con vật vào cây cột vững chắc, giả sử chúng có muốn dùng sức thoát ra theo ý mình, nhưng chỉ lui tới mệt nhọc không thoát được, vì bị dây cột cuối cùng dính lại cây trụ. Đức Thế Tôn nói cái gì? Dạy chúng ta đi vào cái pháp hành, đi vào sự thực tập. Mình chia sẻ cùng các vị là sáu căn nó đi theo con đường của từng căn để nó chạy ra ngoài. Và mình nhắc lại, nó chạy ra để nó làm gì? Chạy ra để nó làm gì? Nó mời gọi buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn đến với các vị. Niềm vui thì ít, mà những cái buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn của đời người thì nó nhiều. Các vị đều sống đến cái tuổi này, các vị nhìn lại thử, trầm tư thử, vỗ lòng tự hỏi coi là cuộc đời mình tới ngần này vui được bao nhiêu, buồn được bao nhiêu. Rõ ràng là vui thì ít, buồn thì nhiều. Cái sự hân hoan của đời sống nó đến với ta, nó như tia chớp vậy, lóe lên là biến mất. Trong khi cái ưu tư dằn dặt của một đời người nó đến rất là dài, nó ở lại với ta rất là lâu. Cái giây phút rạng rỡ của đời người, thưa các vị, đếm được vài ba lần thôi à. Lần thi đậu trung học, lần ra trường đại học, lần lên xe hoa, hết.
nghèo thế ư? Còn lần nữa, lần lên xe hoa cuối cùng nữa. Đó là lúc người ta bỏ mình vô sáu tấm dáng, tấm nóc đàng hoàng. Thì lúc đó cũng có bông hoa đàng hoàng đưa tiễn, người hai bên đường quẹt nước mắt ngắn nước mắt dài. Lúc đó ta đi luôn rồi. Thế thì đời người nhìn lại mà coi bao nhiêu lần rạng rỡ, ít quá phải không? Và do vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy của chúng ta đi vào cái sự thực tập để loại trừ khổ ngay hiện đời và chấm dứt được khổ vĩnh kiếp. Và đoạn kế này: này các tỳ kheo, ta nói thí dụ này cốt muốn cho các thầy hiểu rõ nghĩa ấy. Sáu con vật là dụ cho sáu căn, cây trụ là dụ cho thân niệm xứ. Nếu khéo tu tập thân niệm xứ, có niệm chẳng niệm sắc, thấy sắc khả ái thì không khởi tâm đắm trước, với sắc bất khả ái thì không sinh tâm nhàm chán. Tai đối với tiếng, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp trần, khả ái và không khả ái, không tìm cầu ưa muốn. Do đó này các tỳ kheo, phải siêng năng tu tập nhiều về thân niệm xứ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phục hành. Tóm lại một đoạn dài thế này, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta về thân niệm xứ. Thân niệm xứ là gì? Nãy giờ mình chia sẻ cùng các vị là cái con đường hướng ngoại của sáu căn. Bây giờ mình đi sâu vào các phần thực tập là cái con đường thực tập để thu phục sáu căn trở về lại ngôi nhà của chính mình, điều phục được nó, điều phục được nó, làm chủ được nó, rồi mới xả ly được nó. Đó là cái con đường Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta. Giờ mình đi vô, mình ghi đôi điều để cho các vị có thể thực tập cho được. Mình thấy có cái bảng đây mà mình không ghi mấy chữ thì nó uổng. Các vị chịu khó ngồi tới 12 giờ được không? 12. Cái bài kinh này chúng ta có thể chia ra làm hai điều để học. Điều thứ nhất, chúng ta nói đến cái tính chất đắm trước của tâm. Mình giải thích lại đôi điều. Mắt này nó nhìn thấy sắc màu mà nó sinh cái sự đắm trước, hoặc nó nhàm chán. Nó không phải phát sinh từ mắt, mà phát sinh từ đâu? Sâu bên trong, phải không? Tức là từ tâm thức của ta nó mới thúc đẩy sự đắm trước, chứ không hề con mắt này mà nó khởi đắm trước được. Ngoại cảnh dù nó có sức hút lớn đến độ nào đi nữa, màu sắc nó rực rỡ đến chừng nào đi nữa, thế nhưng mà bên trong của các vị nó không có nội công, tức là không có những cái tên giặc từ bên trong, thì sắc màu này đối với các vị cũng bằng thừa. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý. Mỗi căn tìm tới đối tượng khả ái của nó, và nó không có tìm cái đối tượng khác. Mắt nó tìm đến cái khả ái của nó. Có hai cái sức mạnh chúng ta nói về điều này. Thứ nhất là cái sức mạnh bên ngoài, thứ hai là sức mạnh bên trong. Thưa các Phật tử, là cái sức mạnh bên ngoài là cái sức mạnh rất là tự nhiên để nó nuôi dưỡng mắt, tai, mũi, lưỡi của ta. Không có con mắt nào không nhìn sắc màu mà có thể tồn tại được. Đây là cái vấn đề rất là tự nhiên thôi. Các vị có con mắt mà các vị không sử dụng á, thì con mắt các vị thị lực càng ngày càng kém. Cái sự nuôi dưỡng để sống còn, để tồn tại của mắt, của tai là bắt buộc nó phải mở ra để đón nhận sắc màu, đón nhận âm thanh. Và rõ ràng là để sống còn, để tồn tại, ta không thể nhắm mắt, ta không thể bịt tai. Cho nên cái điều tất nhiên là để tồn tại một đời sống đủ ý nghĩa, mắt, tai, mũi, lưỡi mình phải mở ra. Có những người cái khả năng nghe của họ, khả năng thính giác của họ giảm đi, họ còn phải nhờ cái loại máy khuếch âm thanh, phải không? Mắt thị giác mình kém, thưa các vị, là phải nhờ kính đeo để có thể nhìn. Cho nên cái điều đầu tiên các vị lưu ý là Đức Phật không hề bài bác về cái đời sống tự nhiên của sáu căn. Ngài không bắt buộc chúng ta phải nhắm con mắt lại, mà cái điều cần đó là điều phục bên trong, chứ không phải là chúng ta nhắm mắt chúng ta không buồn nghe, hay là chúng ta không có nếm hương vị. Cái điều đó chúng ta nên ý thức. Nhưng mà cái điều chúng ta muốn chia sẻ đây là cái sức mạnh bên ngoài được con người ta trong cái xã hội hiện đại họ khuếch đại rất là lớn để mời gọi sự mê đắm của ta.
Các vị nhìn coi, hầu như là toàn bộ những cái sinh hoạt của phố chợ bây giờ họ đều dùng cái phương tiện quảng cáo rất là mạnh để mời gọi, để mời gọi ta đến ngũ dục lục trần. Và dĩ nhiên là những cái điều đó nó sẽ vô tác dụng khi các vị có được cái nỗ lực bên trong. Thế Tôn có một cái ví dụ thế này: anh tu tập cho được, anh điều phục tâm cho được, anh thuần hóa tâm cho được, thì giống như người tai họ lành, không có thương tích gì cả. Và tai lành không thương tích thì họ có thể nhúng vô cái lu nước muối, hay là họ đưa vô cái hũ thuốc độc, thuốc độc không thấm vào da thịt họ được. Tai họ lành cũng thế. Tâm của ta mà được hộ trì, được tu tập, thưa các vị, thì sắc màu âm thanh vân vân mọi thứ không có dắt dẫn các vị, không có nhận chìm các vị. Đó là điều thứ nhất. Ta ý thức là sức mạnh bên ngoài nó là cái phần đằng đằng, có ghê gớm nhưng không đáng sợ. Phần thứ hai, sức mạnh bên trong rất là đáng sợ. Sức mạnh bên trong là sức mạnh của cái gì? Sức mạnh của nghiệp. Nghiệp vui, nghiệp buồn, nghiệp hờn, nghiệp giận. Thưa các Phật tử, là chưa cần cái buồn nó đến với mình, mình chỉ cần đọc vài bài thơ buồn buồn thôi là nghe lòng xe sắt buồn rồi. Mình chưa có trực tiếp đối với cái buồn đâu, mình chưa có chứng kiến cái hoàn cảnh buồn gì đến với mình. Thế nhưng mà các vị làm bộ nhớ một vài đoạn thơ nào buồn buồn rầu rầu đó, các vị đọc là các vị nghe lòng các vị trùng xuống ngay, phải không? Hoặc là nhanh hơn nữa là ai đó mà hát một cái bản nhạc gì mà nó rét mướt, nó làm đứt ruột đứt gan, nó thì hát một bản là ở đây sụt sùi khóc được như chơi. Tiếc là tôi không biết hát, tôi không thuộc thơ, chứ bằng không là tôi hát một bài để các vị khóc như chơi. Và rõ ràng là tại sao cũng lời nói, tại sao cũng vài tiếng đàn, thế nhưng mà lời hát đó, tiếng đàn đó nó đánh động làm cho tâm thức ta sụt sùi rơi lệ. Tại sao? Trong khi những người mà không biết thưởng lãm âm nhạc, chưa từng có cái hạt giống gì về âm nhạc, chưa kinh ngang với cái nỗi khổ đau của những giai đoạn khó khăn, họ nghe sơ sơ à. Ví dụ như những bài hát ngày xưa nói về chiến tranh, về thảm họa, về nỗi khổ, chúng ta đã đi ngang qua cái nỗi niềm đó, cho nên bây giờ mình nghe là những bài nhạc mình cảm động. Cái hình ảnh tang thương của chiến tranh ngày cũ nó hiện rất là rõ, tiếng bom, tiếng đạn, cảnh người chết hiện lên là mình cảm thấy não lòng. Thế nhưng mà các vị kêu mấy đứa nhỏ sinh ra bên Mỹ 15-20 tuổi bây giờ ngồi nghe cả ngày, đố mà tìm được nó cái gì buồn, phải không? Thế thì cái sức mạnh bên trong của ta nó đun đẩy, nó nhận chìm ta là do vì nghiệp thức của ta đã cất chứa về những điều ấy rất là sâu nặng. Cho nên thưa các Phật tử là sức mạnh bên trong này nó mới gây nên cái tính chất chìm đắm, hệ lụy nặng nề, dẫn chúng ta vào bao cái ngõ đường lao đao của trần thế, là do sức mạnh bên trong của nghiệp thức chúng ta. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị nhận ra một điều là mắt tai mũi lưỡi vốn vô tội, mà tội phát sinh, phiền não phát sinh, buồn giận phát sinh, hay là sự chìm đắm khổ lụy phát sinh là do tâm thức của ta, do hồ sơ lưu của chúng ta đầy quá về những nỗi niềm kia, cho nên nó dẫn dắt ta. Đó là điều thứ nhất. Mình đi ngang qua phần này. Phần thứ hai rất là quan trọng, chúng ta đi vô để chia sẻ. Đó là cái cách thực tập Đức Thế Tôn dạy nơi đây. Cách thực tập Đức Thế Tôn cụ thể nó bằng điều phục tâm bằng thân niệm xứ. Trước tiên mình hỏi nhau thân niệm xứ là gì? Thân niệm xứ là gì? Tức là đem tất cả sự chú ý về chú ý ngay nơi thân của chúng ta, gọi là thân niệm xứ. Thân thọ tâm pháp, đây là cái bài kinh đầu tiên Đức Thế Tôn dạy, phải đem tất cả sự nhận biết về nhận biết mọi cái động thái của thân, gọi là thân niệm xứ. Tại sao bắt đầu của chuyện tu mình phải làm một việc là đem tất cả sự nhận biết trở về nhận biết cái sự nhúc nhích của thân? Tại sao? Thưa, điều thứ nhất là thế này: cái sự tác ý ta chỉ có một mà thôi. Các vị khởi sự nhận biết, nhận biết bất cứ một cái gì thì toàn bộ sự chú tâm của các vị nó tập trung về một chỗ, phải vậy không?
Có lúc các vị đang ngồi đây giữa bao nhiêu người bằng hữu bạn đạo, thế nhưng mà lòng các vị nó đi chơi. Người bên cạnh nói một hơi, tưởng chừng như là đang nói với mình, nhưng mà thực ra mình có nghe gì đâu. Phải đợi người kia vỗ vai, chị có nghe gì không? Ồ, không nghe gì đâu. Mấy giờ lòng tôi đang đi thênh thang về nhà mà thăm nhà mà. Thế thì tâm thức ta nó có một thói quen là chỉ chú ý một việc mà thôi, nó không một lúc chú ý được, vừa đánh trống mà vừa la làng được. Nó chỉ làm được một việc thôi, nó chú ý điều này thì nó sẽ không chú ý điều khác. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy chúng ta đem tất cả sự chú ý về chú ý ngay nơi thân hành. Đó là cái nền tảng rất là căn bản để các vị thực tập. Đầu tiên ta chưa thực tập được điều này mà ta làm mỗi việc là chú ý đến cái vận hành của buồn vui, chú ý đến cái sự vận hành của ý thức thầm thì nó sẽ làm xáo trộn nội tâm của các vị. Tâm thức mình nó có thói quen nó đi như một dòng chảy, tự nhiên mình đem nó về, mình bắt ý thức mình nó phải dừng lại. Thưa các vị, tác động tâm lý ấy nó sẽ làm cho cái hệ tuần hoàn của các vị, máu của các vị tự nhiên nó bị sự cố ngay. Và lắm người tu bị cái tình trạng đầu căng thẳng, tai biến mạch máu não xảy ra là do như thế. Mình chưa thực tập cái điều căn bản là đem sự nhận biết về an trú ngay nơi thân, để nhận biết từng cái cử động của thân là cái phần thô nhất, dễ thực tập nhất, dễ làm cho mình sinh khởi định nhất mà mình không làm được. Mà mình đem sự nhận biết về nhận biết từng cảm thọ. Thế thì thưa các vị, thói quen của chúng ta là ta muốn cái gì cũng nhanh cả. Nhất là mình ở Mỹ đây thì văn hóa Mỹ dạy cho mình cái gì cũng nhanh, ăn cũng phải nhanh, uống cà phê, đi xe một vòng lấy chứ khỏi cần vô tiệm uống cà phê đâu. Từ cái điều này các vị nhìn lại cái tâm thức mình nó đã có một cái thói quen nhìn đời là muốn làm một lần rất là nhiều việc. Khi tu thì muốn thành Phật liền, muốn vãng sinh liền trong đời này, chấm dứt tử sinh chứ không có hẹn đời thứ hai, thứ ba. Rõ ràng như vậy. Cho nên khi mình đem sự nhận biết, mình nhận biết cái buồn, cái vui đang sinh khởi, thì mình vội vàng là tắt cái này đi, dẹp cái này đi, đỡ phiền não, đỡ khổ cho tôi. Do vậy cho nên mình không thiết lập được nền tảng căn bản. Và từ cái pháp hành thực tập cập rập vội vàng như thế, mình làm cho cái phản ứng thân của mình, tâm của mình nó sinh phản ứng rất là ngược. Càng tu càng nóng nảy, có không? Gấp tu quá muốn cho mau cho nên càng tu càng nóng nảy. Rồi càng tu, thưa các vị, tật bệnh phát sinh là do vì mình áp đặt tâm thức của mình, muốn cho tâm thức mình dừng liền, làm chủ nó liền, tắt nó liền. Thế thì các vị làm cho máu các vị ngược dòng lại. Cái sự vận hành của tâm thức nó tác động vào cái sự vận hành của thân này. Cái sự vận hành của thân này trôi chảy, thế mà mình bắt nó dừng lại tức thời. Có nghĩa là mình làm cho cái sinh hoạt của thân và tâm của mình nó không có chịu nổi cái tải trọng của ý thức mình đè nặng lên nó. Và điều này lâu ngày thì thưa các Phật tử là nó phát sinh tật bệnh nơi nội thân của các vị. Cho nên Đức Thế Tôn dạy rất là căn bản, đó là niệm thân hành. Và không có một thầy tu nào bước vào đạo, hay không có một sư cô nào bước vào đạo mà giới luật nguyên nghi không dạy về niệm thân hành cả. Niệm thân hành là gì? Người tu đó đi phải biết mình đang đi, ngồi biết mình đang ngồi, đứng biết mình đang đứng, ăn biết mình đang ăn, nói là một cái hoạt động. Thưa các vị, nó đòi hỏi cái sự phối hợp giữa thân và tâm, toàn bộ ngũ tạng lục phủ cùng với ý thức để vận hành mới có thể nói được. Ấy vậy mà người tu giỏi thì nói là một việc, nhưng anh phải nhận diện được từng câu nói của anh, không được thất thố. Thế thì cái sự thiết lập căn bản không loại trừ cư sĩ hay tu sĩ gì cả, đều phải thực tập thân hành thôi. Và các vị có dịp đến với những trung tâm tu học của truyền thống nguyên thủy, các vị thấy các sư dạy người ta thiền tập đầu tiên là dạy cái gì các vị biết không? Bước rất là chậm thế này. Và mỗi một bước đi chậm nhiều giây như thế, bắt buộc ý thức anh phải đặt trọn vẹn trong bước chân. Và tâm ta nó quen là làm một việc thôi, khi nó đặt sự chú ý nó vào cái chân, vào cái thân, thì nó sẽ gì?
không có chạy lung tung, phải không? Nó có việc đây để nó làm, cho nên nó không có cái thì giờ đâu để nó lôi hồ sơ buồn giận trong đây lên để nó hành hạ, nó chì chiết, nó làm khổ điện mình nữa. Rõ ràng là chỉ cần niệm thân hành thôi, thưa các vị, lợi ích nó phát sinh. Đầu tiên đó là các vị có được định lực trong cuộc đời, đời sống của các vị tự nhiên những cái tải trọng đè nặng trong tâm thức lâu nay nó nhẹ một cách rất là dễ dàng, chứ không khó khăn gì cả. Mình hãy thử làm một điều, và điều này các cư sĩ làm cũng được chứ không cứ gì người tu. Một buổi chiều trời mát, trời dịu, các vị đi bộ quanh nhà các vị thôi, trời rất là ấm như thế này. Thưa các Phật tử, là người ta có một cái nghiên cứu, mình nói lan can thêm một chút, người ta nghiên cứu về lĩnh vực y học thế này. Tổ tiên ta, ông bà ta sở dĩ mà ít bệnh hơn mình, khỏe mạnh hơn mình, đề kháng được với cái điều kiện khó khăn, cái điều kiện bất thường của đất trời, là do vì họ tiếp xúc với thiên nhiên giỏi hơn ta. Thưa các vị, bàn chân của ta nó đầy huyệt đạo, nó tác động nội tạng của các vị. Đời sống của ta càng ngày càng cách ly với điều kiện của thiên nhiên, ta không có dịp tiếp xúc được với mặt đất, ta lệ thuộc vào Tây y. Tây y nó nói là nếu mà anh đạp xuống đất thì coi chừng bị sáng sơ mít, sáng gì đó nó vô trong thân anh, từ da mà nó đi vô trong ruột của anh, cho nên phải mang dép mang giày tối ngày thôi. Và do vì bàn chân của mình nó là phản chiếu của ngũ tạng, các vị dậm lên sỏi, dậm lên đất, nó tiếp xúc được với xung điện của đất, nó điều hòa được thân nhiệt của các vị. Thứ hai, những cái kích thích của sỏi sạn trên bàn chân, thưa các vị, nó có công năng tuyệt vời là nó làm cho ngũ tạng lục phủ của các vị điều hòa, giấc ngủ dễ đến với các vị khi các vị đi bộ ngoài trời vào những chiều nắng ấm. Thưa các vị, một cách trị liệu rất là hay đó là khi các vị mệt, thật là mệt, các vị thử làm bộ ngồi, các vị kéo cái chân qua bên, các vị cầm cái bàn chân, các vị quay tròn thế này thôi. Tôi đã từng làm, và tự nhiên sức khỏe mình nó hồi phục rất là dễ. Cái khớp chân của mình này, nó có cái điều kiện nó cử động, nó quay tròn, thì tự nhiên cái tuyến nội tiết của các vị được điều tiết, và sức khỏe của các vị phục hồi rất là dễ. Đó là mình nói chuyện lợi ích của đi bộ buổi chiều nắng ấm. Ta nên đi bộ một vòng quanh nhà, nhiều vòng quanh nhà, vừa làm cái công việc là trị liệu thân bệnh, hồi phục sức khỏe, vừa làm cái việc là thiền tập điều phục tâm bằng thân niệm xứ. Đi rất là chậm quanh nhà thế này, thời giờ mình ngồi, mình dán mắt vô tivi, mình coi chương trình, dán mắt vào những trang báo, đọc những cái tên, xem đánh chó, tiêu phí thì giờ một cách vô tội vạ, trong khi cái thì giờ chăm sóc sức khỏe của mình rất là cần, mà tại sao mình không chăm sóc được? Phải đi bộ, và đi bộ bằng cái đôi chân trần để tiếp xúc được với cái ấm của sân nhà mình, để ngắm đất trời, để thưởng lãm cái không gian thanh bình. Và nếu có thể thì ta đi một vòng quanh cái khu gia cư, thưa, rất là đẹp. Người Mỹ họ làm những cái khu gia cư cực kỳ đẹp để cho chúng ta đi dạo. Mình đâu cần bỏ tiền nhiều, thưa các Phật tử, người ta bỏ tiền tỷ, người ta làm những cái con đường, người ta làm những cái khu gia cư. Còn mình có đôi con mắt này mà mình không đi một vòng để thưởng lãm cái đẹp của bao nhiêu người đã làm tặng cho mình, uổng chứ phải không? Rõ ràng là ta thiệt thòi vô cùng, và mình làm điều này không có nghĩa là mình thưởng lãm đất trời không. Mình làm điều này, cái lợi ích nó đến với các vị là các vị điều phục tâm bằng thân niệm xứ. Khi các vị thực tập được những điều này cho giỏi thì các vị sẽ cảm nhận một điều là những cái ưu tư, phiền muộn, bất an của tâm thức mình nó rơi rất là dễ. Nó không có điều kiện gì để nó phát sinh cả. Và con đường tu tập Đức Thế Tôn dạy không phải là có con đường mình nghe không, mà là phải thực tập. Và nếu mình chỉ thực tập được mỗi tuần 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật đến với chùa mới tu, thế thì 5 ngày còn lại nó không đủ để trung hòa được 2 ngày tu của các vị đâu. 2 ngày tu có là bao nhiêu, rồi về nhà bao nhiêu phiền não nó lại phát sinh, tâm mình nó luôn bề bộn, bận rộn, bất an. Thế thì chẳng những 2 ngày tu mình tiêu mất, mà nó tiêu mất luôn cả nhiều ngày tu khác, thưa các Phật tử. Cho nên cái chuyện thực tập của các vị đừng nghĩ tới chùa, các vị phải mang sự thực tập đó về nhà,
và mang sự thực tập đó vào trong tự thân, trong trái tim của các vị, để làm cho đời sống các vị cái phẩm chất sống càng ngày càng cao. Một người mà đời sống của họ mà họ buông hết buồn phiền giận tức xuống thì thưa các Phật tử là đời sống họ ở chùa hay ở nhà gì, họ vẫn nếm được hương vị của chánh pháp. Còn mình, một năm mình ở chùa hết 365 ngày nhưng mà phiền não vẫn đầy, ưu tư bất an vẫn đầy, thế thì thưa các vị, phẩm chất đời sống mình không thể cao được. Đó là điều rất rõ ràng thôi. Thưa các Phật tử, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là chúng ta phải điều phục tâm bằng cái con đường thân niệm xứ, và đôi điều lợi ích nó phát sinh rất là cạn trong khi các vị thực tập được điều này. Và chúng ta sẽ nói đến cái lợi ích thực tiễn và sự lợi ích lâu bền của thân niệm xứ. Với người tu, thưa các vị, thực tiễn nó đến liền thôi. Mình nói các thầy các sư cô thôi. Thế nào là thực tiễn nó đến liền với đời sống của các thầy các sư cô? Thưa các vị, là cái điều này không phải mình cường điệu, nhưng mà pháp chế của Phật có một cái quy định rất rõ ràng: ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nại thính giáo tham thiện. Cái thực tập của giai đoạn sửa soạn cạo tóc chưa nói, cái giai đoạn thực tập để được thọ tỳ kheo bỏ qua không tính. Nhưng mà thọ tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni xong rồi 5 năm học giới. Trong cái phần giới có một phần cực kỳ quan trọng, đó là quy nghi của một người tu. Quy nghi là gì? Có quy đáng sợ, có nghi đáng kính, gọi là quy nghi. Thế nào là quy đáng sợ? Người đó lục căn thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi đều trong sáng, nói năng đàng hoàng chững chạc, ai cũng sợ. Còn một thầy tu hay là một sư cô, thưa các vị, đụng đâu cũng nói lời vung vãi, buồn giận bất an vào người, thưa các vị, ai mà sợ được? Rõ ràng là có quy đáng sợ từ cái sự tu tập quy nghi của chúng ta, nói lời cẩn trọng, nhìn điều cẩn trọng, hành xử cẩn trọng. Mình thử hình dung là một người tu mà con mắt của họ đầy tham muốn, đầy giận tức, đầy bất an, đầy sân si, thế thì còn nghĩa lý gì một người tu? Không có ai sợ cả. Cho nên có quy đáng sợ, có nghi đáng kính. Nghi đáng kính là gì? Họ đi, họ đứng, họ nằm, họ ngồi, họ nói, họ cười, không phải biểu diễn trước mặt các vị đâu, mà người đó, thưa các Phật tử, là thực sự một người học quy nghi 5 năm sau khi thọ tỳ kheo á, thì người đó nằm ngủ một mình ở trong chỗ vắng, người đó vẫn đoan trang tịnh hạnh. Mình tu cho mình, chứ không phải mình tu cho ai hết, thưa các vị. Do vậy cho nên người tu không có nghĩa là trình diễn trước thiên hạ, mà người tu phải tu được với chính mình, một thân một mình, ngay trong chốn vắng vẻ tối tăm, thậm chí trong giấc ngủ của mình cũng phải tu cho được, nằm một mình thôi. Đức Thế Tôn không cho phép chúng ta ngủ như người nhân gian. Anh ngủ, anh nằm thế nào? Như Đức Phật nằm từ đầu hôm tới sáng. Đó là cái phong cách ngủ của người tu. Thế thì bất thần có một cư sĩ nào tình cờ thấy một người tu nằm đoan trang ngủ như thế, họ khinh thường hay họ kính trọng? Rõ ràng là cái người đáng cho ta kính trọng không phải là người đứng trước mặt ta, mà người đó họ sống thầm lặng cho chính họ, lâu lâu ta rình gặp họ, ta kính trọng vô cùng, phải không? Còn cái chuyện biểu diễn trước mặt thiên hạ thì ai làm chẳng được. Thưa các Phật tử, là thầy Phước Tịnh đứng trước mặt các vị, ông chỉnh trang nghiêm trang, ông trình diễn từng tiếng hồ hộ bi mắt, ai làm chẳng được, chuyện dễ ồn. Thế nhưng mà muốn biết người đó hiền hay không hiền, tu hay không tu, ta sống với họ, cửu sử thức hiền nhân, ở lâu với người mới biết người hiền, thưa các Phật tử. Chứ gặp nhau một lần, nói vài ba câu, không biết người đó là gì đâu. Cho nên
cái điều đầu tiên mà điều phục được thân, cái lợi ích thực tiễn đến với người tu sĩ, đó là người kia tự nhiên cả một cái đời sống của họ toát ra hương vị chánh pháp. Dạ, người ta bằng miệng, người ta nghe rồi quên, nhớ làm gì cho mệt. Và thiên hạ bây giờ họ dạy hay hơn, hay hơn thầy Phước Tịnh nhiều. Chắc vậy. Những người trẻ bây giờ rất là tài mà rất là phục. Và những chiếc xe cọc cạch cũ kỹ như thế này chắc phải nằm bên lề thôi, đặng cho những chiếc xe trẻ nó đi, chứ mình không thể chón chỗ được hoài đâu. Và từ cái điều này, thưa các vị, đời sống của một người tu mà hoàn thiện phẩm chất, tức là hoàn thiện quy nghi thôi, thì đời sống của họ, họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, họ hành xử với các vị tỏ sáng cái hương đạo hạnh. Và khẩu giáo không bằng thân giáo. Nói cái miệng ai nói cũng hay cả, nhưng phải đem đời sống của anh, đem thân của anh ra làm đạo mới là cái chuyện quan trọng. Phải vậy không? Đó là lợi ích ngay trong đời sống của những người tu. Tu tập chánh pháp, thực tập được cái thân hành niệm thôi, người đó không thất thố, đi đứng đàng hoàng, chững chạc, nói năng, thưa các vị, Rất là dễ nghe, chứ không nên đổi nói cái đùng làm cho người ta phiền lòng giận tức gì đâu. Nói từng lời cẩn trọng, thân niệm xứ mang đến cái lợi ích như vậy. Đó là cái lợi ích tỏ sáng bên ngoài. Còn cái lợi ích bên trong tự thân là gì? Thưa các Phật tử, là ta cứ để cho tâm của ta nó đi dạo chín phương trời mười phương Phật, nó chưa bao giờ về lại với hình hài này. Thế thì các vị hình dung là nhà vắng chủ lâu, bước vô nhà, nhà rất là lặng, mai nó không ở là mai. Chứ còn mình bỏ nhà đi lâu thì thưa, ai cũng có quyền vô mượn nhà ở đỡ cả. Và hình dung là cái nhà bên ngoài nhân thế này, chủ nhà bỏ đi 5 năm, 10 năm thì cô hồn các đảng nó vô, nó ở, đuổi nó đâu có được. Phải vậy không? Thì hình hài của các vị, các vị để cho tâm thứ các vị nó bồng bềnh, nó đi chơi rất là xa, sẽ tới lúc cái hệ thần kinh điều hành của các vị, cái hệ giao cảm mà đối giao cảm thần kinh của các vị lần lần nó bị thui chột, cái năng lực điều động của thân tự nhiên nó bị ít đi, cái sức mạnh nó sẽ không còn. Cho nên cái lúc cần các vị biểu nó giơ tay, nó chịu giơ tay mà nó giơ chân lên, thế thì làm gì đó, do vì mình bỏ nhà đi lâu quá. Cho nên cái lợi ích đầu tiên nó đến với tự thân, đó là thân của các vị tự nhiên có năng lực rất là hùng mạnh, làm chủ được thân. Và người nào thường tập thân hành niệm cho giỏi thì người đó có thể làm cho hơi thở mình dừng được mà không chết. Các vị thiền sư ngày xưa sở dĩ nhắm mắt ra đi, do vì các ngài niệm thân rất là kỹ. Các ngài luôn làm một việc là tâm luôn ở với thân, không được chạy đâu cả. Và mình hình dung là nếu tâm các vị luôn ở lại ngay nơi thân thì không có một cái thất thố gì xảy ra hết. Rồi tâm các vị luôn ở lại với thân thì tự nhiên là các vị có được năng lượng, có được định lực của cuộc đời, các vị làm chủ được. Các vị làm cho từng tế bào của thân các vị sinh động lên. Và ta có một của báo vô giá, đó là một cái hình hài này. Khoa học còn lâu lắm nó mới có thể chế được một cái hình hài, một cái phiên bản của con người, mà chưa hẳn là chế được. Cái thân người được tinh lọc từ nhiều triệu năm mới có một cái cơ chế thần kinh hoàn thiện như hiện tại. Các vị thử hình dung là ta đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, thảnh thơi, không cần ra lệnh gì cả, thế nhưng mà tim vẫn đập, máu vẫn chạy, thận vẫn làm việc, gan luyện lọc máu, hơi thở vẫn đi vào đi ra rất là đều. Bất thần có một cái sự cố gì xảy ra làm cho mình ngạt mũi, thì để giúp cho giấc ngủ mình nó được yên bình, nó được kéo dài, miệng mình nó tự động nó thả ra để nó thở tiết cho mình chìm về giấc ngủ. Hình dung coi có một cái cơ chế nào khoa học có thể làm được tinh vi bằng con người đó. Ấy vậy mà mình cứ bỏ nhà mình đi chơi. Cho nên niệm thân hành có nghĩa là mời tâm về có mặt ngay nơi thân, để làm cho thân các vị càng ngày càng sống động lên. Tật bệnh không phải phát sinh một ngày một bữa đâu, thưa các Phật tử. Nó phát sinh từ tâm thức của các vị. Tâm thức của các vị bỏ hình hài đi chơi lâu quá, cho nên tật bệnh nó tự do nó phát sinh thôi. Các vị mà đem tâm về lại ngay nơi thân,
có cái vùng nào của thân bệnh các vị đem ý thức của các vị đến an trú ngay vùng đó, các vị trị liệu được. Đó là cái lợi ích thực tiễn nó đến với thân của ta. Và thực tiễn thứ hai nó cũng đến với thân của các vị, đó là khi các vị niệm thân cho kỹ thì tự nhiên đời sống của các vị, năng lượng cuộc sống nó không bị tiêu phí một cách vô tội vạ, mình không có những cái thừa thải vô ích, cho nên ta dễ đi vào cái trạng thái an tĩnh của tâm vô cùng. Thân an là tâm an, và tâm an thì nó tác động vào thân cũng dễ an, và hai cái điều này nó sẽ làm nên cái trí tuệ nơi các vị phát sinh. Mình tu mà mình không thể làm cho mình càng ngày càng định tĩnh hơn, an ổn hơn, hòa diệu hơn, trí tuệ hơn, thế thì con đường tu của mình coi chừng mình tu lầm pháp môn, chứ không phải pháp môn của Đức Phật dạy. Nếu các vị tu mà cảm thấy như đời sống của mình không có thêm một cái chút hương vị gì cả, thế thì rõ ràng là coi chừng hãy nhìn lại cách tu của chúng ta. Một là chúng ta không có nương vào thánh giáo của Phật để thực tập. Hai là chúng ta chưa có một lòng một dạ đối với cái con đường tu tập, cho nên mình chưa nếm được hương vị chánh pháp. Đó là những điều lợi ích nó phát sinh từ thân hành niệm cụ thể nhất. Thứ hai, nó phát sinh lâu bền nghĩa là gì? Thưa các vị, là không có cái con đường tu tập nào không đi vào từ cái thô để đi vào cái tế cả. Thô là gì? Thân này là cái vật chất hữu hình hữu sắc, các vị điều động được nó, các vị bắt nó giơ tay được, các vị bắt nó dở chân được. Mà mình chưa làm chủ được nó thì những cái buồn vui sinh khởi trong tâm thức các vị làm sao biểu buồn ơi mi đi, đừng ở đây, không biểu được. Nó là cái mịn hơn, nó gắn chặt với đời mình sâu hơn. Và mình chưa làm chủ được thân hành, chưa mời tâm về lại ngay nơi đây, thì những lúc mình giận, mình biểu giận ơi, mình hãy đi khỏi nhà ta không muốn giận nữa. Thách các vị đó, biểu tới trời nó cũng chẳng chịu đi đâu. Nó càng buồn thêm thì có, nó càng giận thêm thì có. Thế thì cái căn bản và cái lợi ích sâu xa đó là khi các vị thực tập được thân hành niệm cho kỹ, thế thì các vị sẽ làm được một điều là làm chủ được cảm thọ vui buồn, rồi mới làm chủ được cái dòng chảy suy nghĩ miên man không dừng này được. Tức là từ mức độ cạn ta có lợi ích ngay nơi thân, và sâu xa hơn thì ta sẽ nếm được hương vị lợi ích khi cái sự thực tập của mình càng ngày càng sâu, thế thì mình có thể làm chủ được vui buồn, làm chủ nó. Thưa các vị, đó là mức độ chưa phải tinh tế lắm. Mức độ tinh hơn nữa thì các vị có thể làm cho tâm thức của các vị, cái sự sao động, lo âu, phiền muộn, bất an nó dừng lại rất là dễ. Và cái thành đạt cuối cùng xa hơn nữa, đó là khi các vị tắt được những cái vui buồn hờn giận trong đây, các vị mới thấy là không gian tâm thức của các vị đó mênh mông rộng lặng, và các vị tự nhiên thể nghiệm được Đức Di Đà đang có mặt trong trái tim của các vị. Các vị thể nghiệm được là tịnh độ không phải là vãng sinh ở đâu cả, mà ngay bây giờ và ở đây lòng ta vắng hết những cái vui buồn hờn giận, những cái lo âu phiền muộn bất an, những cái suy tư bời bời. Thế thì tự thân của các vị chứng nghiệm được quả vị vãng sinh tức khắc bây giờ và ở đây. Đó là cái thành tựu cuối cùng mà chúng ta có thể thăm dò vào, chứng nghiệm được nó trong cái tiến trình tu tập của chúng ta. Và cuối cùng mình có cái phần kết ngắn ngắn như thế này để các vị ghi nhận. Cái ý thứ nhất, thưa các Phật tử, là đây là cái con đường mà các bậc thánh trong quá khứ tu tập để thành đạt. Kinh văn nguyên thủy nó là nền tảng của giáo lý đạo Phật, không hề có một truyền thống tu nào vượt ngang qua những cái phương pháp thực tập này mà thành đạt cả. Thiền tịnh mật giáo tông, luật tông, pháp tướng tông, vân vân đều phải đi ngang con đường này. Và những người cư sĩ ngày xưa, thưa các Phật tử, là họ cũng phải thực tập vào những pháp môn như thế này để có thể thành đạt được an lạc và niềm vui. Và mình giải thích những cái phần thành tựu rất là cạn, các vị thấy nó rất là cụ thể.
rất là thực tiễn. Và Đức Thế Tôn ngày xưa giải pháp không phải là cái gì nữa xa vời, viễn vông, không có tiếp cận, không có thực tiễn cuộc sống đời thường. Các vị thực tập được pháp, các vị nếm hương vị an lạc liền, chứ không phải là mình bắt đầu đi rồi xa thăm thẳm mới tới chân trời, bên kia đường hầm lại có ánh sáng, không phải như thế. Mà các vị vừa bắt đầu tu tập là các vị nếm được hương vị của niềm vui, của an lạc, của chánh pháp liền, chứ không phải đợi xa xôi gì cả. Không phải cái con đường này dẫn đến Niết Bàn, mà chính con đường thực tập là Niết Bàn, chính con đường thực tập là niềm vui, chứ không phải cái phương pháp này dẫn ta đến đầu kia mới có được niềm vui, không phải như thế. Các bậc thánh là hắn ngày xưa cũng phải đi con đường này, chúng ta cũng phải thực tập cái điều này. Và các vị thực tập được thì các vị nếm được niềm vui an lạc ngay. Các vị thử về nhà các vị làm bộ thực tập thân hành niệm coi. Thay vì mình làm như ma đuổi, thay vì mình đi mình không biết mình đi, thì mình hãy làm một cái tốc độ chậm lại. Thay vì mình lên xe cái mình để cho tâm thức mình nó chạy bồng bềnh đó đây, bây giờ mình làm một việc giản dị lại, đó là ngồi trên xe đàng hoàng, cài dây an toàn đàng hoàng, mở công tắc xe đàng hoàng, dừng lại ngay nơi đây, không vội vàng gì cả. Hãy thở vào, thở ra vài ba hơi, đem tâm về dừng lại ngay nơi đây. Khi đèn đường bật đỏ bắt ta dừng thì ta cũng nhớ một điều là đèn này là một cái tín hiệu bắt mình đem tâm về dừng lại ngay nơi thân. Thứ được tập cái điều giản dị như thế này thôi. Và nếu có một cái sơ suất tâm của các vị nó chạy đi chơi trong lúc các vị bước từ ở dưới chân thang lên trên lầu, thì các vị phạt mình bằng cách là lui trở lại, anh hãy bước lại từng bước chậm chậm đàng hoàng cho tôi coi thử coi anh đi được mấy bước mà tâm anh nó chạy đi như vậy, thử làm cái. Và các vị thực tập điều này quen dần rồi, điều cản nhất trong cuộc sống đời thường là thế này: đời sống ta sẽ rất là hạnh phúc. Tại sao hạnh phúc? Tự nhiên là các vị cảm thấy đời sống các vị nó đã đầy, nó đã tròn, đã viên mãn. Mình không có rượt đuổi phía xa, phía sâu gì cả, không có cần để tâm mình chạy đi đâu cả, tâm mình nó dừng lại ngay nơi đây. Là tự nhiên đời sống các vị thấy cái gì nó cũng viên mãn, cái gì nó cũng đầy đủ, cái gì nó cũng tròn và hạnh phúc cả. Hạnh phúc là cái gì? Nó dừng lại ngay nơi đây là niềm vui có mặt, chứ không phải là chạy tìm bất cứ nơi nào cả. Mình để cho tâm ý mình nó chạy bồng bềnh, nó thành một thói quen. Và cái thói quen này nó tác hại lớn vô cùng, là đến lúc niềm vui hạnh phúc có trong ta, các vị cũng không thấy nó là hạnh phúc gì cả, thấy nó phía xa thôi. Luôn luôn thấy cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta, nhà người hàng xóm đẹp hơn nhà ta, con người hàng xóm dễ thương hơn con ta. Rồi có khi mình nói chồng của cái bà hàng xóm dễ thương hơn ông chồng mình nữa. Rõ ràng là mình có một cái tâm lý chung là luôn để tâm mình nó chạy phía xa. Bây giờ mình kéo nó dừng lại thì các vị sẽ thấy đời sống mình tự đầy, tự đủ, tự tròn, tự vui, tự hài lòng, tự bằng lòng với chính mình rồi. Và ngay tức khắc khi các vị thực tập thân niệm xứ là cái niềm vui nó dừng lại ngay nơi đời sống các vị, dừng lại ngay nơi gia đình các vị, ngay cốc nước các vị đang uống, ngay bước chân các vị đang đi, ngay nơi ngôi nhà các vị đang ở, không có chạy đi đâu cả. Và xa hơn đó là con đường của ngàn thánh thực tập để thành tựu quả giác ngộ. Nó là nền tảng căn bản, không thể đi con đường nào khác, vượt cái nẻo nào khác có thể chứng nghiệm được thánh quả. Hay là cái điều gần nhất là không hề có một người tu nào không thực tập quy nghi mà thành một người tu cả. Thưa các vị, nếu mà người tu đó không thực tập quy nghi cho đàng hoàng thì đời sống của người đó không nếm được hương vị của chánh pháp, không nếm được hương vị của niềm vui trong cuộc sống tu tập của họ. Tu chơi chơi đùa đùa thôi, chứ còn nếm được hương vị Phật pháp phải luyện đời mình vào đạo, hứa với lòng rằng chết sống với cái chuyện thực tập. Thực tập cạn là thực tập quy nghi. Bằng không thì thưa các vị, mình chỉ có cái đầu, chỉ có cái áo, chỉ có cái giới điệp, chỉ có cái tên, mà phẩm chất tu thực sự mình không có đâu. Cư sĩ hay tu sĩ gì cũng đi con đường này thôi. Đó là điều thứ nhất ta lưu ý. Và lợi ích thứ hai là khi các vị an trú được ngay nơi thân hành niệm,
thì các vị mới cảm nghiệm được cái sự sống nó đang tuôn chảy rào rạt trong thân các vị, trong tâm các vị. Mình không đem tâm mình dừng lại nơi đây thì sự sống mình trở bằng thừa. Mình không cảm nhận được thân này là của quý, không cảm nhận được hơi thở là của quý, không cảm nhận được uống được một miếng nước đàng hoàng là một điều quý báu của đất trời ban tặng. Và mình đợi tới chừng nào mình mới cảm nghiệm được đời sống là của quý? Đợi tới lúc người ta găm 10 cái ống vô trong cơ thể mình, người ta đổ nước, người ta truyền máu, người ta làm đủ mọi thứ, lúc đó thì mình ngáp lên ngáp xuống, mình sắp rời cuộc đời. Còn một chút tri giác nhận biết đời sống mình là của quý mà mình đã bỏ phí 70 năm đi qua, chưa hề thưởng lãm cái thân này, chưa hề thưởng thức cái điều kiện tuyệt vời là thân ta, chưa hề nghĩ cái này là của quý. Cứ nghĩ của quý là cái gì khác. Của quý là tiền, của quý là con cái, của quý là cửa nhà, của quý là xe đạp, của quý là cái danh của mình. Trong khi tất cả những cái ấy, thưa các vị, bằng thừa nếu hình hài các vị không có mặt. Thân các vị bệnh hoạn rồi thì mọi thứ đều vứt đi. Thế mà mình chưa bao giờ dừng lại ngay nơi đây để thưởng thức thân của ta. Cho nên cái lợi ích thứ hai nó đến liền với các vị, đó là các vị sống được cái thân hành niệm. Các vị an trú cái sự nhận biết ngay nơi thân, các vị mới cảm nghiệm được không có một kho tàng quý báu nào bằng kho tàng này cả. Phải vậy không? Thưa các Phật tử, là tôi không cần phải tìm một cái hình hài nào khác hơn cái hình hài xấu đuôi xấu điếc của thầy Phước Định. Tôi cảm thấy tự mãn vì mình lắm, dày đủ rồi, không thêm gì nữa cả. Cái mũi xẹp thì cứ xẹp, cái mỏ nhọn thì nó cứ nhọn thôi, không có gì phải thiên hà cả. Và thưa các vị hãy đem tâm về an trú ngay nơi thân, thì các vị thấy thân ta là của quý. Giữa đất trời thênh thang này các vị không hề giống ai cả. Các vị là một con người đặc biệt tạo hóa sinh ra các vị, đúc nên hình hài các vị rồi đập vỡ cái khuôn, không ai giống. Cho nên ta hãy tự hào về đời sống của ta. Và làm được điều này thì ngay nơi cuộc đời của mỗi người là một kho tàng châu báu, là một cái dòng suối rất là thênh thang an lạc chảy ra từ trái tim của các vị. Và thưa các Phật tử, là cuối cùng một điều mình nhắc nữa là thế này: mình muốn cho cái gì mình phải có mới cho được. Mình muốn người ta tu, mình phải tu mới giúp người ta được. Mình muốn tặng niềm vui an lạc đến người, các vị phải làm để các vị có niềm vui và sự an lạc các vị mới tặng được, phải không? Mình nói cho mà mình không có tiền thì cho ai? Mình muốn người ta tu mà mình chưa tu thì làm sao người ta tu được, thưa các vị? Mình muốn người ta vơi phiền não khổ đau, các vị phải vơi phiền não khổ đau, các vị phải thực tập cho được những điều này. Các vị muốn dạy người ta, các vị phải dạy mình được trước. Điều này rất là rõ ràng, đó là nguyên tắc căn bản từ ngày xưa. Cho nên thưa các Phật tử, tóm lại một điều thế này: là những người tu theo giáo pháp Đức Như Lai, những điều của Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, rất là cụ thể, rất là đời thường, rất là dễ thực tập, chứ không phải xa vời gì cả. Nó ngay bây giờ và ở đây. Và các vị không có thể chối từ là tôi không có điều kiện thực tập, không thể nói gì được. Tại sao? Ai chẳng có thân, thân là điều kiện. Ai chẳng có sự nhận biết, chẳng có tâm. Nếu ta không có tâm, ta đã là một cái xác chết. Cho nên có thân có tâm bây giờ ở đây là ta có vô vàn điều kiện để tu tập, để thăng hoa đời sống của chính mình. Cái câu cuối cùng đó là mình có chịu tu hay không mà thôi, có ký hợp đồng với chuyện tu hay không mà thôi, hay là ký hợp đồng với phiền não, ký hợp đồng với chuyện tử sinh, muốn luyện đời mình vào dòng thánh để trôi vào quả vị thánh, hay luyện đời mình vào phiền não, vào tử sinh, vào luân hồi, tùy anh chọn lấy mà thôi. Không có thần linh nào chọn cho anh cả, không có người A người B bên cạnh gì xúi ta, đẩy ta được cả. Ta tự là người chủ của đời sống chính mình. Mình đã đủ điều kiện trong tay để thực tập. Có thân là có điều kiện, có tâm là có điều kiện. Cuối cùng là nhắc lại đây, thưa các vị, thân hành niệm, nền tảng căn bản để thân hành niệm đó là mọi lúc các vị phải đem tâm về an trú lại ngay nơi ngôi nhà này. Lúc nào mà mình có những cử chỉ không có sự nhận biết, lúc đó thiếu thân hành niệm.
các vị đi, đứng, nói, cười, nằm, ngồi, ăn, ngủ, vân vân, đều phải đem sự nhận biết về an trú ngay nơi thân để giám định mọi thứ nhúc nhích động đậy của thân, gọi là thân hành niệm. Và thưa đại chúng là xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Thôi mời các Phật tử chắp tay chúng ta hiểu. Nguyện đem công ơn.